Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyên thích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái khôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gửi lời chào anh em. Nguyện xin anh sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.